Thưa quý vị, hòa cùng không khí sôi nổi của cả nước, tiếng thanh niên lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Sáng nay, các địa phương ở thành phố Đà Nẵng đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023 tại các quận huyện trên địa bàn thành phố. Dự lễ giao nhận quân tại quận Hải Châu có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Cùng dự có Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi. Đợt tuyển quân lần này, quận Hải Châu có 219 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 166 thanh niên nghĩa vụ quân sự, 53 thanh niên nghĩa vụ công an. Trước giờ lên đường nhập ngũ, các tân binh đều xác định rõ trách nhiệm với quê hương đất nước, quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Tôi cảm thấy rất là hứng và rất là mong chờ được về vào cái đơn vị mới, được gặp gỡ những đồng chí đồng đội mới. Cũng có phần hồi hộp nhưng mà vẫn là phấn khởi để quyết tâm thực hiện nghĩa vụ của mình hoàn thành tốt, cố gắng học tập và rèn luyện trong đội ngũ. Năm nay, thành phố Đà Nẵng có 1.308 công dân lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó, 1.012 thanh niên được giao về 7 đơn vị của Bộ Quốc phòng, 5 đơn vị thuộc quân khu 5 và 296 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Thưa quý vị, ngày hội tòng quân là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là dịp để thế hệ trẻ thể hiện trách nhiệm của mình đối với đất nước. Với ý nghĩa đó, những tân binh tại thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay lên đường với khí thế, sức trẻ và khao khát cống hiến, nỗ lực phát huy truyền thống, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vững chắc trong tình hình mới.